Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 21. Khi vua Arad người Canaan ở nơi Nam Phương hay rằng Israel theo đường Do Thám đi đến, bèn hãm đánh Israel và bắt mấy người cầm tù. Israel bèn hứa nguyện cùng Đức Giê-hô-va rằng: nếu Chúa phó dân này vào tay tôi, tất tôi sẽ diệt các thành của nó. Đức Giê-hô-va nhậm lời dân Israel và phó dân Canaan cho. Người ta diệt hết dân đó và các thành của nó, đặt tên chỗ này là Hoạt-ma. Đoạn, dân Israel đi từ núi Hô-rơ về hướng biển đỏ, đặng đi vòng theo xứ Ê-đôm. Giữa đường, dân sự ngã lòng. Vậy, dân sự nói nghịch cùng Đức Chúa Trời và Mô-sê mà rằng: làm sao người khiến chúng tôi lên khỏi xứ Ê-díp-tô đặng chết trong đồng vắng? Vì đây không có bánh, cũng không có nước, và linh hồn chúng tôi đã ghê gớm thứ đồ ăn đạm bạc này. Đức Giê-hô-va sai con rắn lửa đến trong dân sự, cắn dân đó đến đổi người Israel chết rất nhiều. Dân sự bèn đến cùng Mô-sê mà nói rằng: chúng tôi có phạm tội vì đã nói nghịch Đức Giê-hô-va và người. Hãy cầu xin Đức Giê-hô-va để Ngài khiến rắn lìa xa chúng tôi. Mô-sê cầu khẩn cho dân sự. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: hãy làm lấy một con rắn lửa rồi treo nó trên một cây sào. Nếu ai bị cắn và nhìn nó thì sẽ được sống. Vậy Mô-sê làm một con rắn bằng đồng rồi treo lên một cây sào. Nếu người nào đã bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng thì được sống. Kế đó dân Israel đi và đóng trại tại Ô-bốt. Đoạn đi từ Ô-bốt và đóng trại tại Y-dê-a-ba-rim tại đồng vắng đối ngang Mô-áp về hướng mặt trời mọc. Họ đi từ đó đóng trại tại đèo Sê-rết, rồi từ đó đi và đóng trại phía bên kia Ạc-nôn ở trong đồng vắng, vừa ra bờ cõi dân Amorít, vì Ạc-nôn là giáp ranh của dân Mô-áp và dân Amorít. Bởi cớ đó, trong sách chiến trận của Đức Giê-hô-va có nói rằng: Va-hép ở tại Su-pha và trũng Ạc-nôn cùng những triền trũng chạy xuống phía A-rơ và đụng ranh Mô-áp. Từ đó dân Israel đến Bê-re, ấy đó là cái giếng mà Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: hãy nhóm hiệp dân sự, ta sẽ cho chúng nó nước. Israel bèn hát bài này: hỡi giếng hãy tuông lên, hãy ca hát cho nó. Giếng mà các vua chúa đã khai, các tước vị của dân sự đã đào, với phủ việc cùng cây gậy mình. Kế đó từ đồng vắng dân Israel đến Ma-tha-na, rồi từ Ma-tha-na đến Nahaliên, từ Nahaliên đến Ba-mốt và từ Ba-mốt đến trũng ở trong bờ cõi Mô-áp, tại chót núi Phít-ga là nơi người ta nhìn thấy đồng bằng của sa mạc. Vả Israel sai sứ giả đến Si-hôn, vua dân Amorít, đặng nói rằng: xin cho phép chúng tôi đi ngang qua xứ vua, chúng tôi sẽ không xây vào đồng ruộng hay là vào vườn nho, và chúng tôi cũng sẽ không uống nước các giếng, cứ đi đường cái của vua cho đến chừng nào qua khỏi bờ cõi vua. Nhưng Si-hôn không cho phép Israel đi ngang qua bờ cõi mình, bèn hiệp hết dân sự mình đi ra đón Israel về hướng đồng vắng. Người đến Gia-hát chiến trận cùng Israel. Song Israel dùng lưỡi gươm đánh bại người và chiếm xứ người từ Ạc-nôn đến Gia-bốc đến dân Am-môn, vì bờ cõi dân Am-môn bền vững. Israel chiếm hết các thành này và ở trong các thành dân Amorít, là ở tại Hết-bôn và trong các thành địa hạt. Vì Hết-bôn là thành của Si-hôn, vua dân Amorít, là vua đã giao chiến cùng vua trước của Mô-áp, chiếm lấy khắp hết xứ người đến Ạc-nôn. Bởi cơ đó, những nhà văn sĩ nói rằng: hãy đến Hết-bôn, thành Si-hôn phải xây cất và lập vững, vì có một đám lửa bởi thành Hết-bôn, một ngọn lửa bởi thành Si-hôn mà ra.
nó thiêu đốt Ar của Moab, các chúa của nơi cao Arnon. Hỡi Moab, khốn thay cho ngươi, hỡi dân Kemosh, ngươi đã diệt mất. Ngươi đã nộp con trai mình làm kẻ trốn tránh và con gái mình làm phu tù cho Sihon, vua Amorit. Chúng ta đã bắn tên nhằm chúng nó. Hết-bôn đã bị hủy diệt cho đến Đi-bôn. Chúng ta đã làm tàn hại đến Nô-phách. Lửa đã lan đến Mê-đê-ba. Vậy Israel ở trong xứ dân Amorit. Môi-se sai đi do thám Gia-ê-se chiếm các thành bổn hạt và đuổi dân Amorit ở tại đó. Đoạn dân Israel trở lại đi lên về hướng Ba-san. Óc vua Ba-san và cả dân sự người đi ra đón đặng chiến trận tại Ê-rê-i. Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: đừng sợ người, vì ta đã phó người, luôn dân sự và xứ người vào tay ngươi. Ngươi khá làm cho người như đã làm cho Si-hôn, vua dân Amorit ở tại Hết-bôn. Vậy dân Israel đánh bại Óc, các con trai người và cả dân sự người, cho đến chừng không còn người nào ở lại. Dân Israel chiếm lấy xứ người vậy. Chương 22. Đoạn dân Israel đi đến đóng trại trong đồng bằng Moab bên kia sông Giô-đan đối diện Jericho. Ba-lát con trai Sếp-bô thấy hết mọi điều Israel đã làm cho dân Amorit. Moab lấy làm sợ sệt lắm và kinh khủng trước mặt dân Israel, vì dân đó rất đông. Vậy Moab nói cùng các trưởng lão Madian rằng: bây giờ đoàn dân đông này sẽ nuốt hết thảy chung quanh ta, khác nào con bò ăn cỏ trong đồng vậy. Đang lúc đó, Ba-lát con trai Sếp-bô làm vua Moab. Người sai sứ giả đến cùng Ba-la-am con trai Bê-ô ở Phê-thô-rơ tại trên mé sông, trong xứ của con cái dân sự mình, đặng gọi người mà nói rằng: này, một dân đã ra khỏi xứ Ai Cập, phủ khắp mặt đất và đóng lại đối ngang ta. Vậy ta xin ngươi hãy đến bây giờ rủa sả dân này cho ta, vì nó mạnh hơn ta. Có lẽ ta sẽ đánh bại dân này và đuổi nó khỏi xứ được. Vì ta biết rằng kẻ nào ngươi chúc phước cho thì được phước, còn kẻ nào ngươi rủa sả thì bị rủa sả. Vậy các trưởng lão Moab đi cùng các trưởng lão Madian, trong tay có lễ vật cho thầy bói, đến cùng Ba-la-am mà thuật lại những lời của Ba-lát. Người đáp rằng: hãy ở lại đây đêm nay, thì ta sẽ trả lời theo như lời Đức Giê-hô-va sẽ phán cùng ta. Các trưởng lão Moab ở lại nhà Ba-la-am. Vả, Đức Chúa Trời đến cùng Ba-la-am và phán rằng: những người ngươi có trong nhà là ai? Ba-la-am thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Ba-lát con trai Sếp-bô vua Moab đã sai đến tôi đặng nói rằng: này, một dân đã ra khỏi xứ Ai Cập phủ khắp mặt đất. Hãy đến bây giờ rủa sả dân đó cho ta. Có lẽ ta sẽ đánh bại dân này và đuổi nó được. Đức Chúa Trời phán cùng Ba-la-am rằng: ngươi chớ đi với chúng nó, chớ rủa sả dân này, vì dân này được ban phước. Sớm mai Ba-la-am dậy, nói cùng các sứ thần của Ba-lát rằng: hãy trở về xứ các ngươi, vì Đức Giê-hô-va không cho ta đi cùng các ngươi. Vậy các sứ thần Mô-áp dậy, trở về Ba-lát mà tâu rằng: Ba-la-am từ chối đến cùng chúng tôi. Ba-lát lại sai nhiều sứ thần hơn và tôn trọng hơn những người trước, đến cùng Ba-la-am mà rằng: Ba-lát, con trai Sếp-bô có nói như vậy. Ta xin ngươi, chớ có chi ngăn cản ngươi đến cùng ta, vì ta sẽ tôn ngươi rất vinh hiển và làm theo mọi điều ngươi sẽ nói cùng ta. Ta xin ngươi hãy đến rủa sả dân này. Ba-la-am đáp cùng các sứ thần của Ba-lát rằng: dầu Ba-lát sẽ cho ta nhà người đầy vàng và bạc, ta cũng chẳng được vượt qua mạng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ta đặng làm một việc nhỏ hay lớn. Song ta xin các ngươi cũng ở lại đêm nay, đặng ta biết Đức Giê-hô-va sẽ phán điều chi cùng ta nữa. Trong lúc ban đêm, Đức Chúa Trời giáng đến Ba-la-am mà phán rằng: nếu các người ấy đến đặng gọi ngươi, hãy đứng dậy đi với chúng nó, nhưng chỉ hãy làm theo lời ta sẽ phán.
Vậy sớm mai, Ba-la-am dậy, thắng lừa cái mình và đi với các sứ thần Mô-áp. Nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời nổi phừng lên vì người ra đi. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng trên đường đặng cản người. Vả, người đã cởi lừa cái mình và có hai đứa đầy tớ đi theo. Lừa cái thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng trên đường có cây gươm trần nơi tay, bèn tẻ đường đi vào trong ruộng. Ba-la-am đánh nó, đặng dẫn nó vào đường lại. Nhưng thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng trong đường nhỏ của vườn nho có vách bên này và bên kia. Lừa thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va thì nép vào vách và ép chân Ba-la-am. Người đánh nó. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đi tới xa hơn, đứng trong một ngã rất hẹp, không chỗ nào trở qua bên hữu hay là bên tả. Lừa thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va bèn nằm quỵ dưới Ba-la-am. Nhưng Ba-la-am nổi giận, đánh lừa bằng một cây gậy. Bây giờ Đức Giê-hô-va mở miệng lừa ra. Nó nói cùng Ba-la-am rằng: "Tôi có làm chi cho người mà người đã đánh tôi 3 lần? Ba-la-am đáp cùng lừa cái rằng: "Ấy là tại mày khinh nhạo ta. Chớ chi ta có cây gươm trong tay, ta đã giết mày rồi." Lừa nói cùng Ba-la-am rằng: "Tôi há chẳng phải là lừa của người mà người đã cởi luôn đến ngày nay sao? Tôi há có thói làm như vậy cùng người chăng?" Người đáp: "Không." Đức Giê-hô-va bèn mở mắt Ba-la-am ra, thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng trong đường, tay cầm một cây gươm. Người cúi đầu và sấp mặt xuống đất. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va nói: "Sao ngươi đã đánh lừa cái ngươi 3 lần? Này, ta đi ra đặng cản ngươi, vì ta thấy ngươi đi theo một con đường dẫn mình đến nơi hư nát. Vả, con lừa cái có thấy ta đi tẻ trước mặt ta 3 lần. Nếu nó không đi tẻ trước mặt ta, chắc ta đã giết ngươi rồi và để nó sống." Ba-la-am bèn thưa cùng thiên sứ của Đức Giê-hô-va rằng: "Tôi có phạm tội, vì chẳng biết người đã đứng trong đường đặng cản tôi. Bây giờ, nếu người không bằng lòng tôi đi, tôi sẽ trở về." Thiên sứ của Đức Giê-hô-va nói cùng Ba-la-am rằng: "Hãy đi cùng các người đó, nhưng ngươi chỉ hãy nói điều chi ta sẽ phán dặn ngươi." Ba-la-am bèn đi cùng các sứ thần của Ba-lát. Khi Ba-lát hay rằng Ba-la-am đến, bèn đi ra tới thành Mô-áp ở gần khe Ạc-nôn, tức là ở tận bờ cõi của xứ mà nghinh tiếp người. Ba-lát nói cùng Ba-la-am rằng: "Ta há chẳng sai sứ vời ngươi sao? Sao ngươi không đến ta? Ta há không tôn vinh hiển cho ngươi được sao?" Ba-la-am đáp cùng Ba-lát rằng: "Này, tôi đã đến cùng vua. Bây giờ tôi há có thể nói ra lời gì chăng? Tôi sẽ nói điều chi Đức Chúa Trời đặt trong miệng tôi vậy?" Ba-la-am đi cùng Ba-lát đến Kiriat Hukshot. Ba-lát giết những bò và chiên, sai dân cho Ba-la-am và các sứ thần đã đi với người. Khi đến sáng mai, Ba-lát đem Ba-la-am lên Ba-mốt Ba-an, là nơi người thấy đầu cùng trại quân Israel. Chương 23. Ba-la-am nói cùng Ba-lát rằng: "Hãy cất tại đây cho tôi 7 cái bàn thờ, cùng sắm sẵn cho tôi 7 con bò đực và 7 con chiên đực. Ba-lát làm như Ba-la-am đã nói. Hai người dâng 1 con bò đực và 1 con chiên đực trên mỗi bàn thờ. Đoạn Ba-la-am nói cùng Ba-lát rằng: "Vua hãy đứng gần của lễ thiêu của vua. Tôi sẽ đi. Có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng tôi chăng? Tôi sẽ thuật lại cùng vua điều chi ngài cho tôi thấy." Người đi lên một nơi cao trống trải. Đức Chúa Trời hiện ra cùng Ba-la-am và Ba-la-am thưa cùng ngài rằng: "Tôi có lập 7 cái bàn thờ, và trên mỗi bàn thờ tôi có dâng 1 con bò đực và 1 con chiên đực. Đức Giê-hô-va để lời trong miệng Ba-la-am và phán rằng: "Hãy trở về cùng Ba-lát và nói như vậy." Ba-la-am bèn trở về cùng Ba-lát. "Này, người và các sứ thần Mô-áp đứng gần của lễ thiêu vua." Ba-la-am bèn nói lời ca mình mà rằng: "Ba-lát, vua Mô-áp sai vời tôi từ Aram, từ những núi đông phương và nói: Hãy đến rủa sả Gia-cốp cho ta, hãy đến giận mắng Israel. Kẻ mà Đức Chúa Trời không rủa sả, tôi sẽ rủa sả làm sao? Kẻ mà Đức Chúa Trời không giận mắng, tôi sẽ giận mắng làm sao?
vì từ đỉnh các núi tôi thấy người, từ đầu cao Gò Đống tôi nhìn người. Kìa, là một dân ở riêng ra, sẽ không nhập số các nước. Ai đếm được bụi cát của Gia-cốp, ai tu bộ được phần tư của Israel? Người công chính thác thể nào, tôi nguyện thác thể ấy. Cuối cùng người nghĩa làm sao, tôi nguyện cuối cùng tôi làm vậy. Bây giờ Ba-lát nói cùng Ba-la-am rằng: Ngươi đã làm chi với ta? Ta thỉnh ngươi để rủa sả những thù nghịch ta, kìa ngươi lại chúc phước cho. Người đáp rằng: Tôi há không nên cẩn thận nói điều Đức Giê-hô-va đặt vào miệng tôi sao? Ba-lát bèn nói: Vậy, hãy đến cùng ta trong một chỗ khác, là nơi ngươi sẽ thấy dân này, vì ngươi chỉ đã thấy ở đầu cùng nó, chứ không thấy hết. Ở đó hãy rủa sả nó cho ta. Vậy người dẫn Ba-la-am đến đồng Sô-phim, trên chót núi Phích-ga, lập 7 cái bàn thờ, và trên mỗi cái dâng một con bò đực và một con chiên đực. Ba-la-am bèn nói cùng Ba-lát rằng: Hãy đứng đây gần của lễ thiêu của vua, còn tôi sẽ đi lại đó đón Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Ba-la-am để những lời trong miệng người mà rằng: Hãy trở về cùng Ba-lát, và nói như vậy. Ba-la-am trở về cùng Ba-lát, người và các sứ thần Mô-áp đứng gần của lễ thiêu của vua. Ba-lát hỏi: Đức Giê-hô-va có phán chi? Ba-la-am bèn nói lời ca mình mà rằng: Hỡi Ba-lát hãy đứng dậy và nghe, hỡi con trai Sếp-bô hãy lắng tai. Đức Chúa Trời chẳng phải là người để nói dối, cũng chẳng phải là con loài người đặng hối cải. Điều Ngài đã nói, Ngài há sẽ chẳng làm ư? Điều Ngài đã phán, Ngài há sẽ chẳng làm ứng nghiệm sao? Này, tôi đã lãnh mạng chúc phước, Ngài đã ban phước, tôi chẳng cãi đâu. Ngài chẳng xem tội ác nơi Gia-cốp, và không thấy tà vại trong Israel. Giê-hô-va Đức Chúa Trời người ở cùng người. Trong Israel có tiếng reo mừng của vua. Ấy là Đức Chúa Trời đã rút dân đó ra khỏi xứ Ai-cập. Chúng có sức mạnh như bò rừng vậy. Không có phù chú nơi Gia-cốp, cũng chẳng có bói khoa trong Israel. Vì đến kỳ định sẽ nói về Gia-cốp và Israel rằng: Việc Đức Chúa Trời làm lạ là dường nào. Kìa, một thứ dân hưng lên như sư tử cái, và dược lên khác nào sư tử đực. Chỉ khi nào đã xé được mồi mới nằm xuống, và uống huyết những kẻ bị thương. Bây giờ Ba-lát nói cùng Ba-la-am rằng: Chớ rủa sả họ, nhưng cũng đừng chúc phước cho nữa. Ba-la-am đáp cùng Ba-lát rằng: Tôi há chẳng có nói, tôi phải làm mọi điều Đức Giê-hô-va sẽ phán dặn sao? Ba-lát lại nói cùng Ba-la-am rằng: Vậy hãy lại, ta dẫn ngươi đến một chỗ khác, có lẽ Đức Chúa Trời sẽ ưng cho ngươi rủa sả dân này tại đó chăng? Ba-lát bèn dẫn Ba-la-am đến chót núi Phê-ô đối ngang đồng vắng. Ba-la-am nói cùng Ba-lát rằng: Tại đây, hãy lập cho tôi 7 cái bàn thờ và sắm sẵn 7 con bò đực và 7 con chiên đực. Vậy, Ba-lát làm theo như Ba-la-am đã nói, trên mỗi bàn thờ, người dâng một con bò đực và một con chiên đực. Thi Thiên 50. Đấng quyền năng là Đức Chúa Trời, là Đức Giê-hô-va đã phán và gọi thiên hạ từ hướng mặt trời mọc cho đến hướng mặt trời lặn, từ Si-ôn tốt đẹp toàn vẹn, Đức Chúa Trời đã sáng chói ra. Đức Chúa Trời chúng tôi đến không nín lặng đâu. Trước mặt Ngài có đám lửa cháy thiêu, chung quanh Ngài một trận bão dữ dội. Ngài kêu các tầng trời trên cao và đất ở dưới đặng đoán xét dân sự Ngài. Hãy nhóm lại cùng ta, các người thánh ta, là những người đã dùng của tế lễ lập giao ước cùng ta. Các tầng trời sẽ rao truyền sự công bình Ngài, vì chính Đức Chúa Trời là quan xét. Hỡi dân ta, hãy nghe, ta sẽ nói. Hỡi Israel, hãy nghe, ta sẽ làm chứng nghịch ngươi. Ta là Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ chẳng trách ngươi vì cớ các của tế lễ ngươi, cũng chẳng quở ngươi tại vì những của lễ thiêu hằng ở trước mặt ta. Ta sẽ không bắt bò đực nơi nhà ngươi, cũng chẳng lấy dê đực trong bầy ngươi. Vì hết thảy thú rừng đều thuộc về ta, các bầy súc vật tại trên ngàn núi cũng vậy. Ta biết hết các chim của núi, mọi vật hay động trong đồng ruộng thuộc về ta.
Nếu ta đói, ta chẳng nói cho ngươi hay, vì thế gian và muôn vật ở trong đều thuộc về ta. Ta há ăn thịt bò đực hay là uống huyết dê đực sao? Hãy dâng sự cảm tạ, làm của lễ cho Đức Chúa Trời và trả sự hứa nguyện ngươi cho Đấng Chí Cao. Trong ngày gian truân, hãy kêu cầu cùng ta, ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ ngợi khen ta. Nhưng Đức Chúa Trời phán cùng kẻ ác rằng: Nhân sao ngươi thuật lại các luật lệ ta? Vì cớ gì miệng ngươi nói về sự giao ước ta? Thật, ngươi ghét sự sửa dạy, bỏ sau lưng ngươi các lời phán ta. Khi ngươi thấy kẻ ăn trộm, bèn ưng lòng hiệp với họ. Ngươi đã chia phần cùng kẻ ngoại tình. Ngươi thả miệng mình nói xấu, buông lưỡi mình thêu dệt sự dối gạt. Ngươi ngồi nói chuyện hành anh em ngươi, dèm chê con trai của mẹ ngươi. Đó là điều ngươi đã làm, còn ta nín lặng. Ngươi tưởng rằng ta thật y như ngươi, nhưng ta sẽ trách phạt ngươi, trương các điều đó ra trước mặt ngươi. Vậy, hỡi các người quên Đức Chúa Trời, khá suy xét điều đó, kẻo ta xé nát ngươi, không ai giải cứu chăng? Kẻ nào dâng sự cảm tạ, làm của lễ tôn vinh ta, còn người nào đi theo đường ngay thẳng, ta sẽ cho thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Chương 26. Lúc Jehoiakim, con trai Josiah, vua nước Giu-đa bắt đầu trị vì, có lời này từ Đức Giê-hô-va phán ra. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ngươi khá đứng trong hành lang nhà Đức Giê-hô-va, rao những lời ta truyền ngươi nói lại cho các thành của Giu-đa đã đến đặng thờ lại trong nhà Đức Giê-hô-va, chớ bớt một tiếng. Hoặc giả chúng nó nghe ngươi, và ai nấy sẽ từ đường xấu mình trở lại, hầu cho ta ăn năn về họa mà ta định làm cho chúng nó vì sự dữ của việc làm chúng nó. Vậy ngươi khá bảo rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy: Nếu các ngươi không khứng nghe ta, mà bước theo luật pháp ta đã đặt trước mặt các ngươi, nếu các ngươi không nghe lời của các đầy tớ ta, là các tiên tri mà ta sai đến cùng các ngươi và đã dậy sớm sai đến, nhưng các ngươi không nghe họ, thì ta sẽ khiến nhà này nên như Silo và sẽ khiến thành này nên sự rủa xả cho mọi nước trên đất. Các thầy tế lễ, các tiên tri và cả dân sự đều nghe Jeremy truyền những lời ấy trong nhà Đức Giê-hô-va. Khi Jeremy nói xong mọi điều Đức Giê-hô-va đã truyền mình nói cho cả dân sự, thì các thầy tế lễ, các tiên tri và cả dân sự đều bắt lấy người và nói rằng: Ngươi chắc sẽ chết. Sao ngươi nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói tiên tri rằng nhà này sẽ trở nên như Silo, thành này sẽ hoang vu và không dân ở? Bây giờ cả dân sự nhóm lại cùng Jeremy trong nhà Đức Giê-hô-va. Các quan trưởng Giu-đa nghe những sự ấy, bèn từ trong cung vua lên nhà Đức Giê-hô-va, ngồi tại lối vào của cửa mới nhà Đức Giê-hô-va. Bây giờ các thầy tế lễ và các tiên tri nói với các quan trưởng cùng cả dân sự rằng: Người này đáng chết vì đã nói tiên tri nghịch cùng thành này, như chính tai các ngươi đã nghe. Nhưng Jeremy đáp cùng các quan trưởng và cả dân sự rằng: Ấy là Đức Giê-hô-va sai ta đặng nói tiên tri mọi lời nghịch cùng nhà này và thành này mà các ngươi đã nghe. Bây giờ các ngươi hãy sửa lại đường lối và việc làm của mình, hãy vâng theo tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, thì Đức Giê-hô-va sẽ ăn năn về tai họa mà Ngài đã rao ra nghịch cùng các ngươi. Về phần ta, này, ta ở trong tay các ngươi, hãy làm cho ta điều các ngươi cho là phải và đáng làm. Dầu vậy, khá biết chắc rằng các ngươi giết ta, thì các ngươi cùng thành này và dân cư nó sẽ gánh lấy huyết vô tội, vì Đức Giê-hô-va thật đã sai ta đến cùng các ngươi, khiến ta nói mọi lời này vào tai các ngươi. Các quan trưởng và cả dân sự bèn nói cùng các thầy tế lễ và các tiên tri rằng: Người này không đáng chết, vì ấy là người nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta mà nói cùng chúng ta. Một vài kẻ trưởng lão trong đất đứng dậy nói với cả hội dân như vậy: Mi-chê ở Mô-rê-sết là người nói tiên tri về đời Ê-xê-chia vua Giu-đa, có nói cùng cả dân Giu-đa rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Si-ôn sẽ bị cày như ruộng, Giê-ru-sa-lem sẽ trở nên gò đống, núi của nhà trở nên như các nơi cao của rừng.
Ê-xê-chia vua Giu-đa và cả Giu-đa há có giết người sao? Người há chẳng đã kính sợ Đức Giê-hô-va và nài xin ơn Đức Giê-hô-va sao? Vậy nên Đức Giê-hô-va ăn năn về tai họa mà Ngài đã rao ra nghịch cùng họ. Nay chúng ta làm sự đó, ấy là phạm tội nặng nghịch cùng linh hồn mình. Lại còn có một người nữa đã nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói tiên tri, ấy là U-ri, con trai Shemaya ở Kiriat Yearim. Người cũng nói tiên tri nghịch cùng thành và đất này y theo mọi lời của Jeremy. Vua Jehoiakim, hết thảy quân lính và các quan trưởng đều nghe những lời người. Vua bèn muốn giết người đi, nhưng U-ri hay được thì sợ và trốn qua đất Ai-cập-tô. Vua Jehoiakim bèn sai En-na-thang, con trai Ác-bồ và mấy người nữa cùng đi qua Ai-cập-tô, đem U-ri ra khỏi Ai-cập-tô và điệu về cho vua Jehoiakim. Vua sai dùng gươm giết người và quăng thây trong mồ phàm dân. Bây giờ tay Ahikam, con trai Sa-phan, binh vực Jeremy và gàn trở cho khỏi phó người trong tay dân chúng đặng làm cho chết. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.